không biết là Ngọc VST sẽ chọn về đội của vị bình luận viên nào. Thì lúc mà em ra em thấy anh có một cái bộ đồ rất là phù hợp với em, nhưng mà tại anh mập quá em sợ là ngồi trên cái ghế nó sẽ bị bập bên á. Em nghĩ đi em bên kia đi. Quá trời. Nhưng mà anh được. Huy ảnh không có nhiều kiến thức bằng đi anh. Đi qua bên kia đi. Ba đứa mình vô ghế ngồi một mình. Em bỏ Ngọc được. Giờ nó không chịu về, giờ sao giờ? Bây giờ đang hai đứa nó chặt không đứt mất không rồi, phơi không cô chùm không trái. Bây giờ phải có người mà về đổi tụi tôi chứ, bây giờ tụi tôi như bù nhìn vậy. Hai người yêu đương nhau rồi lôi cho lên chương trình nè. À. Có một cái số đầu tiên cũng không giúp cho MC người ta hoàn thành nhiệm vụ nữa hả? Đúng rồi. Bà con họ hàng được có ai gọi điện thoại hỏi chúc mừng này nọ không? Dạ nhiều lắm. Tụi có đồ chia không, có đồ đãi ăn gì không? Việt Nam hay có vụ mà ý, khao rửa rồi đó. Có vụ đó không? Dạ chỉ chúc mừng vậy thôi à. Ừ, chắc đâu bao ai đâu em hả? Giọng tán anh Huy. Ừ. Cho em nói trước, trái tim của em nghĩ sao em nói vậy, em là người chân thành. Thuận, em quá đẹp, thấy không? Em mặc bộ đồ ra rất là sang trọng, sang đẹp đẹp. Em thấy không? Ngày hôm nay anh cố tình mặc bộ đồ đẹp như vậy, thấy không? Anh nghĩ là em nên dậy đồ anh Giang. Tại vì em nó đẹp vậy rồi, em không nên về đây để làm lu mờ bộ đồ đẹp của anh. Anh Nghĩa, một cái tát vô mặt em. Thuận Nguyễn về đây, chẳng lẽ em ngồi, em đứng lên đây với bằng Thuận Nguyễn ngồi hả? Ai, cái gì vậy? Cho coi, 6 muối. Đừng có cho người ta thấy cái sự thật nó phũ phàng lắm Giang, nha, trời bỏ đi. Trời ơi, ta đã cố che rồi, thì có những cái không che được như nọng nè, thấy được liền nè. Nọng đâu? Nọng đâu? Where is nọng? Kìa. Kìa. Đó. Thôi đi. Có hai đứa em thôi hả? Mà cứ làm nhục anh hoài. Anh là tươi nhất, anh là trẻ nhất chương trình luôn á. Dạ, anh biết được đó. Nó mới đáp cái mặt anh đó. Tại vì trong chương trình này anh không phải là người trẻ nhất. Có đâu, trẻ không cho tâm hồn anh đó. Dạ, chính xác. Bây giờ mình quay lại với chương trình. Xin mời ban bình luận về vị trí của mình. Bà không hỏi ai, vừa lựa đội ai. Loa cột hai cái cục này nè. Rồi nó bó lại. Quấn não trong đó đó. Cái đầu mà xây 1000 thứ lên trển này ai mà chịu cái nổi. Tiếp đi chị ơi. Ừ tiếp bây đi nè. Bây giờ nè, thôi xét về mặt thời trang học. Trắng trắng đen đen. Mà bên kia là áo gió với áo gió đó nha. Áo gió đồ nó ấm lắm. Thôi đi về. Đi. Có vẻ như là có một người rất là đau lòng. Đúng. Nha. Tự nhiên cái tôi ngồi như quá phụ vậy đó trời ơi. Cái gì nữa? Cái trang phục này nó nói lên cái tính chất của chị rồi. Bây giờ em là một sự thừa thải. Đừng có nói như vậy. Dạ. Mình coi như một gia đình đi cũng sao đâu. Tụi anh là coi như là coi em như là phụ huynh trong gia đình vậy đó. Em là bà thím bà dì trong gia đình. Nha, không sao đâu. Ủa, lập. Ủa làm gì tự nhiên em với Giang đứng lên? Không phải. Thì... Không, tại vì cái này em thể hiện cái sự hả hê của em anh. Như ơi, anh tiếc thương số phận phụ nữ của em. Kệ em đi anh Giang, em rất vui vẻ và hạnh phúc. Mình phải coi khá như người nhà. Buông tay nhau ra. Trời ơi, bây giờ chị giống như là sống chung với mẹ chồng á. Bây giờ tôi sẽ đóng vai mẹ chồng ở đây. Vậy thôi em sẽ đặt tên một cái bộ phim khác là Sống chung với mẹ khùng. Anh Nghĩa. Anh nói thiệt, cái mẹ chồng người ta cũng không làm cái thái độ đó luôn á. Vợ chồng tao có cưới hỏi đàng hoàng, tao nắm tay là chuyện bình thường, mắc gì em la. Ủa nhưng mà đang chơi, bây giờ ba người này nắm tay vậy em cô đơn em buồn tuổi. Bà nắm chân tôi đi. Như. Dạ sao anh Thành? Ngồi đó chơi đi em. Em thấy sao vợ? Em thấy có gì đó hình ảnh ấy. Nó thôi nghỉ luôn đi anh ơi, nghỉ luôn anh đi nghe gì dạ. Anh xin lỗi, anh trao nhầm niềm tin. Dạ sao kia nãy em thấy tóc giả. Ừ cái đó cả thế giới ai cũng thấy hết trơn, như còn cái gì khác nữa không? Rồi gia đình em suy sụp luôn. Hai người phụ nữ kế bên em không nhận. Lần đầu tiên thấy ca sĩ vừa hát bây giờ cầm cái bay này. Cảm ơn em. Mời đội chỗ. Cái cục đó là để lát ai chọn lộn để tán vô mặt đó. Để tán xi măng vô mặt luôn. Tán bít cái miệng khỏi nói. Em nghĩ là bạn này hát hay. Sao vậy? Tại vì khi mà nhạc lên mắt của bạn, em thấy được cái tình trong cái nhạc mà em cảm nhận là ơi, bạn có gì. Bạn Thuận Thị bỏ mắt kiến ra không thấy được. Ờ nghe vậy á. Với lại bị ướt tướng lệ á cho nên nhìn nó long lanh vậy thôi. Em thấy thiệt là chi tiết luôn á. Sao vậy anh Thuận? Chính xác dễ sợ luôn. Anh cũng thấy giống vậy hả? Dạ không. Ừ.
Nhưng con biết bạn thân của chú Trấn Thành là ai không? Là anh Đức. Là anh Đức. Anh Đức chỉ có thể nhảy vào bố thôi. Bạn thân của chú Trấn Thành là thầy John Huy Trần. Con có biết thầy John Huy Trần không? Anh không á. Con biết con Khánh Thi không? Con có. Ê, vô là vô rồi. Khánh Thi là bạn thân của chú mới chết thế trời ơi. Vì vậy cho nên chú Thành nghĩ rằng là con hãy nên về với những cái người am hiểu về nhảy múa. Đến ngày nào đó chú Thành sẽ giới thiệu con đến tay của cô Khánh Thi để quản dance sport, để cô dạy con dance sport móc. Người ta thích múa cái này là người ta móc. Lúc mình phải học nhiều môn con. Cái này là bộ môn ăn ốc con ơi. Ốc. Đó con chọn đi người hơn đây. Mấy chú ở dưới ai cũng yêu mến con hết và muốn con về với đội của mình. Chúng ta phải ngồi, chúng ta là đội điềm đạm. Chúng ta không thể bóc tát như cái đội này được. Kệ đi. Mình vẫn đứng. Mình vẫn đứng, mình đứng điềm đạm. Không, mình đứng điềm đạm. Và bây giờ quyết định của con. Con muốn về với một đội là những người đàn ông điềm đạm, ít nói, nghiêm túc hay là những người đàn ông trẻ trung, sôi động? Con sẽ chọn về đội chú. Chú nào? Bên nào con chỉ thôi. Ngô Kiến Huy ạ. Ngô Kiến Huy ạ. Chúc mừng con đã đến với những người đàn ông sôi động trẻ trung. Giờ bây giờ mới thấy khổ lắm anh ơi. Nay giờ ngồi kể nào là bạn thân John Huy Trần, bạn thân Khánh Thi. Trước mặt bé. Các chú chỉ đùa với nhau thôi cháu nhé. Đùa vui cho con ạ. Đùa vui cho con ạ. Chiến thuật cái vòng này nó vô tâm lý nữa rồi đó. Rồi. Tôi mình lên... bắt đầu đi hả? Bắt đầu thì đầu tiên đi. Quan trọng là mình có vui vẻ khi mà ngồi vị trí này không nè. Trời ơi. Ngồi chung với em gái anh vui lắm. Nhìn mặt anh nè vui. Vui lắm. Vậy là đã chốt. Bạn tôi. Hai đội yeah. Người ta yeah, kìa mình yeah luôn đi. Yeah. Yeah. Chơi đi em, chơi đi. Hào hứng quá nè. Hào hứng quá nè. Hào hứng quá nè. Ê. Cái gì vậy? Cái này thiên hạ gọi là vô dụng. Không mà đúng là trên thế giới này có hai loại người ha. Người say, người phá. Ghim lên nữa hả? Thôi anh đừng có sỉ nhục em. Không vậy thôi. Dễ thương thôi. Tan trọng lên. Dù không cho đỡ quê đi em. Không. Không phải anh kêu em lên là phải đứng đó. Em phải đứng đây nè. Không mà tính ra cái màu này với màu này hợp nhau. Ghim đẹp mà mọi người sao vợ. Ghim dễ thương mà. Ghim đẹp. Ghim dễ thương. Thì ghim vậy dự nhi đi. Trời cái gì giữa đầu dưới da tôi khóc rồi trời ơi cái gì vậy? Khóc à. Về đây đi em ơi. Về. Cây trần. Không, tại cái style. Dạ đúng rồi. Anh không biết style ha. Đúng rồi. Cái style này không? Xin lỗi em trước anh nói cái. Dạ. Cái style của Kay Trần là trẻ pop, K-pop đó. Còn style Hương Giang là wow. Quý lên đơn. Đó. Mà hồi nãy nè, ví dụ đang đi nè. Ví dụ đang đi mà có một cái máy công máy nghiệp, máy quạt công nghiệp á đang đi nhẹ nhàng. Lỡ người ta bấm cái quạt công nghiệp. Đó. Đó nói vậy đó. Giang, em cũng quen với hai con người này quá mà sao tự nhiên ra đây hiền lành đến để chặt chém mình vậy Giang? Có hậu đấu chữ lộn anh. Hôm nay em đến đây ngoài tao.
Ngoài tâm thế là một ca sĩ ra thì cũng lâu lâu để em chưa ra bài hát mới. Tại vì em cũng đang rất là bận cho cái nhiệm vụ của một đương kim. Bấm cái nút phía sau chứ dì thùng cho Đức ra tháo cái mặt nạ cho lên cái. Trời đất ơi Giang, sao bữa nay em như con diều Giang. Em ra em cũng dập diều rồi, em nói chuyện cũng dập diều vậy Giang. Dạ vâng ạ, Diều ơi. Nè, mặc cái trang phục rồi thấy nè, y như con diều. Vâng ạ, Diều ơi, Diều bay cao, Diều ơi, Diều bay xa, Diều ơi, Diều bay lên và đến nơi nào thì em nghĩ rằng mình vẫn là một trong những ca sĩ. Diều ơi, Diều đáp đi Diều. Rồi bây giờ về với đội cô luôn ha. Ê. Chéo lắm. Bé đã có chính kiến rồi. Mà vuột tay mạnh lắm. Chưa chọn mà. Nè, học người ta đi. Cái gì nó phải từng khâu rõ ràng. Đi về đi, chưa có chọn. Vậy con có coi qua cái clip nào của cô Diệu Nhi chưa? Dạ rồi, con gặp cô Diệu Nhi rồi đó. À, nãy là Diệu Nhi nói đúng luôn hả? Đúng rồi. Thì đúng rồi, em đã là em có bao giờ trong chương trình thiếu nhi mà em nói dối đâu. Ủa? Vậy mà em vẫn đoán sai. Tại vì em nhầm lẫn giữa nhép và cover, em quên. Thật ra thì Diệu Nhi có cơ sở để nói là cover. Không phải, vấn đề là Diệu Nhi không hiểu cover là cái gì thôi. Em nói một câu công bằng đi anh Thành. À, anh sai đi Nhi. Anh Thành nói đúng. Ừ, vậy tiếp đi con.